Cô ơi, từ từ, em chưa nhìn câu này cô. Không có căn cứ là nói gì. Em cô nói một cách hú họa không có căn cứ là nói mò à? À, nói một cách hú họa mà không có căn cứ đó chính là nói mò. Chi tiệp là cho cô. What the fuck? Xác đúng không? Câu hỏi số 9. Mời bạn Vũ Văn Quyết nào. Câu số 9 em nào? Em biết nào. Em đọc câu 9 chưa? Em đang suy nghĩ ạ. Giờ suy nghĩ sau đi nhé, suy nghĩ thêm đi nhé, lát rồi là sẽ gọi câu hỏi phía sau nhé. Mời bạn cùng Sĩ Quyết. Cùng Sĩ Quyết, Quyết làm cho là câu 9 nào. Chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau làm nhé. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ gọi tiếp các bạn chữ bài cho cô giáo. Câu 1. Lối sai là lui ở nhà. Lui ở nhà. Chưa kịp loại các bạn Nguyễn Thị Huyền Trang đấy mà bạn ấy lại đã ra rồi. Mà ra sao lại vào lại làm phiền. Thật là tệ. Giờ nào chúng ta tiếp tục nhé. Trâu là một loài gia súc. Few minutes later. Gia súc nuôi ở nhà. Câu này vi phạm phương châm gì đây? Damn, who knew all the play. Nhưng mà quả thực là hôm nay cô giáo rất là bực mình. Vì là có nhiều bạn không phải lớp mình vào phá và gây ảnh hưởng đến lớp học. Và cô giáo đang ý kiến là có khi là lớp mình đổi link khác đi. Và đổi link khác, và các bạn sẽ lưu ý là tuyệt đối không được chia sẻ cái link đấy cho bất kỳ một bạn nào ở lớp khác để chúng ta học để cho nó hiệu quả. Chứ còn cứ học mà vừa canh xem là có phải là bạn lớp mình hay không, rồi cứ thích ra rồi bạn ấy lại vào bật nhạc ung củ tỏi lên thì rất là phiền đúng không? Cho nên lưu ý nếu mà cô Hương mà chuyển link mới cho các bạn thì các bạn tuyệt đối đừng cho các bạn khác chia sẻ cho các bạn khác nhé.